tay tiên các cô rót chén rượu mời. Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc, kính vua tạ mẫu thừa Huệ dâng mời. Là mời rước quan hoàng bảy sơi, ô sơi rước quan hoàng bảy sơi. Tuần hạ dâng lên bệ ngọc, kính vua tạ mẫu thừa Huệ tân mời. Là mời rước quan hoàng bảy sơi, á sơi rước quan hoàng. Tay tiên các cô rót chén rượu mời. Tam tuần chúng dâng lên bệ ngọc, kính vua tạ mẫu thừa Huệ dâng mời. Là mời rước quan hoàng bảy sơi, ô sơi rước quan hoàng bảy sơi. Thank you.
điếu thuốc bàn trà. Phong lưu thuộc công bảo hà, dân ông quan hoàng bày nhắn ai lên đất đi à, bảo hà bảo hà đêm mùi phong nguyệt ý à, đó là tiên cảnh tân tiên sáng trên cung trăng ai hẹn ý à, giờ bao giờ giờ bao giờ vì đồng hoàng đi chấm linh ý à, tình tiên tình ý cờ à, tiên là gặp tiên tình ý cờ. Có cây hoa lá ý sơn bảo hà sơn sáng u liêu pha hồ sơn đi bảo hà sơn đi lối vào hà sơn đi bảo hà sơn đổi một ngày được làm đệ tử ý
à, là duyên, là duyên hôm nay nợ nhiều. Sáng mù liều vàng nợ duyên, đi thực là duyên nợ nhiều. À, duyên thực là duyên nợ. Non xanh ai đúng ý à, nên bầu trần phàm xưa nay hồ dễ à, ai hồ lên được tìm lên sáng mù liễu vàng ô lên đi được tìm lên ai dễ khi thanh nhàn ông bây giờ sách ra xem thấy bốn chữ đề đức năng tương tuy tuy ông hoàng có say một nửa tí với đời khuyên ai giữ tròn đạo làm người đã đi lễ Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả chép biển cho gió còn bao kẻ ngang tàng bao ngược chỉ hại người không như trước thời sau lỗi lầm có xa chi đâu diệt môn thiên ngục giang chữ tâm thì tội phải ba núi rời mùa khắp bốn phương chữ tâm kia mà đã mất không cho khôn đường thoát thân đã nên đấng cầm cân này mừng ông lấy chữ tội chữ đức để mà cân đừng có ai khoe trọn vẹn mười phần chữ đức kia mà rơi mất ông bảy cầm cân sao cho bằng ông bảy khuyên ai đừng trọng phú khinh vận cây đức kia mà tươi tốt ông cho muôn phần vẻ vang cũng nghi đơn tiếng hát hôm nay hoàng độ cho quê họ tông được phúc dày lộc dư nghe ông bày ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi chân thanh tao rồi lại mở
tòng. Tư đức khuyên ghi họ Tống hôm nay bắc vế hầu hoàng, bảo hà xin đức hoàng bảy người độ trì chứng. Ông bảy say cùng ai đây? Hoàng say đi gió về mây, say trăng say nước say hoa say người. Còn trời còn nước còn non, 12 các cô con tiêm thuốc thì ông bảy còn say sưa. Lệnh sai thập nhị tiên nàng, cô nào việc mấy sửa sang đi theo hầu. Con nàng cả pha nước xa tàu, sân lâm ông bảy người đồng ý, thế mới gật đầu hoàng ban khen. Nàng đôi dẫn bộ khay đèn, xe ngả tàu xưa móc tiêm nạm vàng. Tin cô nàng ba dâng hộp thuốc ngang, thế là bây giờ vừa ý ông bảy hoàng trên đất sơn. Tiên cô nàng tư đốt đỉnh lư trầm, ngọn đèn cô khêu tỏ tay cầm mía móc tiêm. Tiên cô nàng nắm dâng hộp bánh nguyên, kẹo xìu dâng ông thuốc lá thu cảnh tiên ai xanh. Tính nết nhu mì tiên cô nàng sau, tính nết cô nhu mì thu về dâng ông con ngựa xám, để hôm nay ông bảy đi chấm đồng. Này khúc đàn đông, đôi tay cô bảy dạo đàn ngũ cung nghe nón đàn. Tiên cô nàng tam dâng chiếc nước ngà, đôi tay cô chải chuốt ông khen là khéo tay. Nhiều nhiều ai tay cô nàng chín, nhiều nhiều ai tay đôi tay cô chín dâng bột, đôi giày vào kính hầu ông. Tiên cô nàng người thắt nghi dài đai hồng, cánh ba giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ra. Tin cô người một quạt
nước pha trà âm kiếm bình ngọc đôi tay ngà dâng lên. Tiên cô 12 múa lượt bài bông, 12 các cô tiên nữ hầu xa đôi bên ông rõ ràng. Đồng lệnh ông bảy sai thổ man hội đồng cùng mình đang rước dân ông bảy hoàng về đất Bảo Hà Sơn. Ra hồi cung hạ chân nặng cắn cao số, lời kêu tiếng cầu xin hoàng cho thỏa lòng mong. Họ tông tâm thành
con nghiệt mài mê say dâng vung đàn tiếng ca xin quan hoàng. Chứng thơm trong đền mẹ an ông người giáng linh danh đồng về đây chứng lễ cho đồng về ông đường xa vạn dặm quán vời quan quan thương thành đồng ngày nay nặng căn cao sông ông cho tông này nấp tay hai chữ người mời quán nườn ông nhá máy từ Nghệ An qua đường xa vạn dặm ông bay từ Nghệ An chống nam bệ nước như thì là bệ quỷ quế ông ha. Ông chó mí là mười to nhưng mà ông bật mí là phải vào dính quân hoàng mười bạc ghế ông nghe. Dạ, ông về đây ông con nghe lời ông nhưng con ông để cho con dần dần hết khổ. Hôm nay là ông nói này. Cái bánh kia kìa, nó hỏi ông từ Nghệ An và đường Lương Xá hoàng làm thứ là năm trăm cái sổ ông bay về cái đường Lương Xá Nguyễn Tiến. Như thế là nơi đây mà cái đền thờ hùng muốn tấn quyền ở đây ha. Con cầm ca nương nhờ tin thanh phục cung tam tòa cầu về vua cha trên cõi thiên hạ cung phủ văn lang nước non tràn sang
nghe danh thơm quan hoàng người vang, con xin cúi đầu thắp một tuần bàn cho phước lớn, bàn đất buồn này xuôi ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng ngày, cầu gian nan khó nhọc tiêu tan, họ tống nhất tâm ơn hoàng tan, nương mong hoàng sẽ được bình. Xa bóng ơi
quang gió sương sau thương sau thương ông đồ bốn phương yên bình ô tang mà tình tang tình mà tang đứng thanh cao hơn người, chỉ đứng thanh cao hơn người. Muốn cho cây xanh tốt lá cành, tu nhân tích đức trời dành phần tiếng dòng bạc chảy để rồi làm chi người cũng chi cũng chẳng em đi đến cuối cùng thì cũng chẳng đem đi đem đi thì cũng
xóa tan sạch nhớ lầu bằng xóa bắc cầu vinh hoa. Hoàng cho dọc cửa cao buôn may bán đắt lục đề đa thịnh thường đa đề đa điều đó ông hoàng người về chân phủ để ra